Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người bãi hạt giống xuống đất. Đêm hai ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả, trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa chiếu nặng hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ còn thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Dụ ngôn hạt giống mập âm thầm chỉ có mình Thánh Marco ghi lại mà thôi. Hạt giống gieo xuống đất, cái người gieo không hiểu, không biết được làm sao nó mọc lên được. Nhưng mà tự hạt giống có một cái sức sống hòa với đất rồi lớn lên, sinh hoa trái. Đến mùa gặt thì người ta đem ra gặt thôi. Lời Chúa thuyên truyền cũng được gieo vãi khắp nơi cho mọi người. Hầu như chúng ta, chính bản thân của mình, hay nhìn chung quanh, chúng ta cũng không thấy gì hết cả. Không thấy gì, không thấy gì nơi mình, mà cũng không thấy gì nơi người khác. Nhưng mà đức tin cho chúng ta biết rằng hạt giống lời Chúa, tự hạt giống có sức mạnh để lớn lên. Cái đó chúng ta có thể gọi là hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã sinh ra bởi nước và thần khí rồi. Cái con người thần khí sinh ra bởi nước đó, thần khí đó chúng ta đâu có biết. Chỉ có bên ngoài chúng ta thấy thân xác mình lớn lên theo thời gian. Còn đâu có biết rằng cái con người thần khí bên trong lớn lên như thế nào. Không biết được. Nên sau này Chúa Giêsu mới nói: gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai sinh bởi thần khí cũng vậy. Người ta có thể kiểm chứng một phần nào hoa trái của đời sống Kitô hữu do Chúa Thánh Thần làm việc, nhưng không hiểu nổi công trình Chúa Thánh Thần làm việc nơi mình và chung quanh mình, nơi những người khác. Hạt giống đó thưa anh chị em, bắt đầu gieo vào chúng ta từ ngày chịu thánh tẩy cho tới bây giờ. Thưa anh chị em, chúng ta đâu có biết nó lớn lên thế nào đâu. Chúng ta đâu có biết sinh hoa trái thế nào đâu. Nhưng mà có một vài chuyện để giúp chúng ta có thể thấy được một phần. Trước hết là cho tới giờ phút này tôi vẫn còn giữ vững đức tin của mình. Tôi vẫn còn tin vào Chúa.
tôi vẫn còn cố gắng đi lễ, rước lễ, đọc kinh. Tôi vẫn tiếp tục sống đàng hoàng, dù có những lỗi lầm thiếu sót, nhưng mà tôi cố gắng vươn lên. Nguyên cái bằng chứng đó không đủ để thấy rằng đó là công trình cho tinh thần, nơi chúng ta tất nhiên không phải tất cả, nhưng mà một phần, một phần. Con người chúng ta bản chất mỏng giòn, yếu đuối, thế rồi bị bao nhiêu hoàn cảnh chung quanh lôi cuốn, khuynh hướng xấu nơi mình, xong rồi gương xấu nơi người khác, rồi quan niệm sống, tất cả cái đó nó lôi kéo cái con người tốt lành tự nhiên đó chạy theo những gì không tốt, không đẹp lòng Chúa. Nhưng mà chúng ta một số trường hợp ta đã thắng vượt chuyện đó. Tất nhiên cũng có một số trường hợp chúng ta thua ngã. Nhưng mà rồi thua ngã rồi, chúng ta vẫn đứng lên trên hạt giống khởi đầu của Thánh Tẩy, vẫn tiếp tục lớn lên trong chúng ta. Chúng ta tin như vậy, tin rằng mỗi lần tôi đi lễ, rước lễ, đọc kinh với tất cả lòng thành của tôi, dù tôi không thấy gì hết, nhưng cái con người thần khí được gọi là hạt giống ngày Thánh Tẩy đó vẫn đang lớn lên trong tôi. Vì thế thưa anh chị em, hãy kiên trì sống đạo đức. Dù mình thấy chung quanh có nhiều người, bạn bè người này người khác, bây giờ bỏ đi nhà thờ, bớt đọc kinh đi để chạy theo lợi nhuận, kiếm thêm tiền, làm chuyện này chuyện khác rất nhiều, cái đó rõ ràng là người ta xa dần Chúa, người ta không có cái đó. Mặc dù những người đó nhá vẫn có đi lễ Chúa Nhật, đọc kinh sáng tối kinh đó, nhưng mà thật ra thì họ đi quá xa rồi, vì những cái bận tâm cuộc sống, nhất là tiền bạc, danh giá, thú vui đã xâm chiếm hầu như con người của họ hết. Tức là họ vẫn đi lễ rất là đọc kinh, nhưng mà ơn Chúa không đến được với họ. Tôi nghĩ rằng anh xem những người đang nghe tôi đây có cơ may nhiều hơn, có cơ may ở chỗ rằng mình vẫn trung thành đọc kinh đi lễ, rồi làm việc lành phúc đức. Tất nhiên tôi vừa nói có những lúc cũng sa sẩy, cũng lỗi phạm, nhưng rồi chúng ta lại bắt đầu lại tiếp tục, thì Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục làm việc trong chúng ta. Cách nào, thế nào chúng ta hoàn toàn không biết được, nhưng chúng ta tin, tin rằng việc Chúa đã khởi đầu thì chính Chúa sẽ hoàn tất. Điểm thứ hai, cái dụ ngôn hạt giống một âm thầm này còn dạy chúng ta một điều nữa, tức là không chỉ có chính Chúa Giêsu vãi gieo hạt giống ngày xưa, nhưng ngày nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gieo hạt giống qua từng người Kitô hữu chúng ta. Qua từng Kitô hữu vẫn tiếp tục gieo. Mỗi lần tôi nghĩ tới điều tốt là một lòng Chúa Giêsu gieo hạt giống vào. Mỗi lần tôi nói điều xây dựng tốt lành, khuyến khích người này người kia để họ sống tốt hơn, là một lần Chúa qua tôi gieo vãi hạt giống đời Chúa. Mỗi lần tôi cố gắng, dù tôi không nói ra, nhưng tôi cố gắng sống thật tốt trong gia đình của tôi với một người này người khác, là mỗi lần tôi làm cho những người chung quanh trong gia đình tôi hay những người khác, họ cũng được phấn khởi hơn lên. Tôi muốn nói rằng
qua người Kitô hữu đã thuộc về Chúa Kitô rồi, thì Chúa Giêsu Kitô tiếp tục gieo lời của người âm thầm, lặng lẽ, không ai biết đến, không ai kiểm chứng được, nhưng đức tin cho biết vẫn Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm công chuyện đó. Cho nên chúng ta kiên trì không những sống đạo đức cho mình, kiên trì làm cho những người chung quanh mình sống tốt hơn, dù lời khuyên của mình, dù gương sáng của mình không thấy rõ kết quả. Đừng đòi kiểm chứng những công việc tông đồ. Không, cái việc đó là việc của Chúa. Chúa thấy trước, có khi bây giờ mình không thấy, nhưng mà cuối cùng thì hạt giống mọc lên, chúng ta đâu có biết được chuyện đâu. Sau bao nhiêu lần cố gắng suy nghĩ, và tôi muốn nói nữa, không chỉ là gieo hạt giống bằng lời Chúa, nhưng còn bằng sự hiện diện tốt lành của mình. Người Kitô hữu tốt lành có mặt nơi đâu, đến chỗ nào là Chúa Kitô có mặt ở đó. Và Chúa Kitô có mặt là để gieo lời của người và chăm sóc những gì mà người đã gieo qua các Kitô hữu khi họ nói lên, họ sống, họ có mặt nơi những chỗ, những người như vậy. Thưa anh chị em, chúng ta không hiểu được và không đánh giá được chính mình đâu. Người Kitô hữu có một giá trị vô cùng cao cả, là mang Chúa Kitô nơi mình, mang Chúa Kitô để không những Chúa Kitô sống nơi mình và Chúa Kitô lan tỏa sức sống mọi điều tốt lành qua mình đến với gia đình, với mọi người chung quanh. Điều đó Chúa Thánh Thần làm việc và làm việc liên tục ngày đêm để biến đổi mình, biến đổi anh em của mình, biến đổi cái xã hội, cái thế giới này thành cái trời mới, đất mới. Trong đó có sự cộng tác của các Kitô hữu chúng ta, những con người đã được đổi mới. Vì thế thưa anh chị em, cái điểm thứ hai của dụ ngôn này là chúng ta không nản lòng. Những ai đang cố gắng xây dựng người khác, đang cố gắng nâng đỡ người này người kia, chuyện này chuyện khác, do lời cầu nguyện, do hy sinh, do việc thăm hỏi để giúp người khác, tất cả những cái đó không bao giờ vô ích hết. Chúng ta không thấy gì đừng quan trọng, Chúa thấy là đủ rồi, Chúa thấy đủ rồi. Nhưng mà một cái điều kiện quan trọng, thưa anh chị em, mình hôm nay tôi nói là sống âm thầm với chính bản thân của mình, và bây giờ mình gieo cái hạt giống chung quanh đó. Cái điều quan trọng nhất là nhờ với và trong Chúa Kitô. Nhờ với và trong Chúa Kitô, mọi hành vi của mình, mọi ý tưởng của mình, mọi lời nói của mình, mọi giao tiếp của mình đều sinh hoa trái hết. Điều đó sau này chúng ta mới thấy được, bây giờ không thấy. Đó, chúng ta sống với người khác âm thầm nhỏ bé, giống như hạt cải mà. Hạt cải nhỏ bé, cuộc sống đâu có gì nổi trội chẳng đâu. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa thì cái hạt cải nhỏ bé đang lớn lên thành cây rau lớn. Chúng ta tin như vậy. Tôi là như thế nào chăng nữa, tôi học hành kém, tôi không có tư cách như những người khác, tôi không có tiền của, tôi không có địa vị, cái đó không có gì quan trọng đối với Chúa hết, hoàn toàn không quan trọng. Miễn là tôi có lòng với Chúa, tôi có lòng với Chúa, và có lòng đó được thể hiện ra một cách cụ thể là nghĩ cái gì, làm cái gì, dự tính cái gì, gặp gỡ ai, đi đến chỗ nào thì luôn luôn nhờ với và trong Chúa Kitô. Chỉ cần có một điều đó thôi. Nhờ với và trong Chúa Kitô nghĩa là
để cho Chúa Kitô, sẵn sàng cho Chúa Kitô dùng con người của mình, dù con người yếu hèn tội lỗi, dù con người chẳng có gì trội trang cả, thì Chúa Kitô, những ai để cho Chúa Kitô sử dụng mình như vậy thì hạt giống âm thầm vẫn lớn lên, hạt cải nhỏ bé vẫn có khả năng lớn lên. Điều đó chỉ có sau này, trong ngày cuối cùng, ngày phán xét, người ta mới hiểu được rằng có rất nhiều điều nhỏ bé bình thường mình làm âm thầm vì Chúa, với Chúa và trong Chúa sẽ sinh hoa trái rồi sao, không những nơi mình mà nơi anh xem của mình nữa. Cho nên hơn lúc nào hết, qua cái sự ngôn này, thưa anh xem, chúng ta cần phải sống đức tin. Đức tin mạnh mẽ cho chúng ta thấy rằng Chúa Kitô không ngừng hoạt động bằng thánh thần của người, qua con người, qua từng cử chỉ lời nói của tôi. Tôi vô cùng quan trọng trước mặt Thiên Chúa. Chúa Kitô dùng tôi, dùng hết cái con người của tôi. Xin lỗi, dù một cái hơi thở của tôi, nhờ với Chúa Kitô thì vẫn có thể làm cho tôi và cho người khác sinh hoa trái được. Hãy gắn bó với Chúa Kitô ngày đêm, không rời Chúa Kitô, luôn luôn hướng về Chúa Kitô, nhờ với và trong Chúa Kitô, thì thưa anh chị em, tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta không tưởng được, không nghĩ tới, thì Chúa Kitô vẫn làm nên được hết. Trong thư tín hữu Ê-phê-sô nói, Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Chúng ta không bao giờ ngờ tới được. Không thể nói, nhưng mà khi mà để cho Chúa Kitô, Thiên Chúa Kitô hoạt động cho chúng ta, thì hoa trái gấp ngàn lần, trăm ngàn lần nữa nơi chúng ta. Hãy hiến mình cho Chúa Kitô, hãy cố gắng thuộc về Chúa Kitô, hãy để Chúa Kitô làm chủ con người, cuộc sống của mình, để không những tôi sống xứng là Kitô hữu, và Chúa Kitô qua tôi vẫn tiếp tục hoạt động, gieo lời, giảng dạy và làm cho con người thế giới này mỗi ngày một trở nên được đổi mới tốt đẹp như Thiên Chúa muốn.